Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hường sinh năm 1976 và Hoàng Thị Hoài sinh năm 1969 cùng trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý của những người mắc bệnh hiểm nghèo, Hường và Hoài đã mua tam thất khô ngoài chợ với giá 120.000 đồng một kg. Sau đó quảng cáo là thuốc nam có khả năng chữa trị ung thư và mang lên bán lại tại cổng bệnh viện với giá gấp 10 đến 20 lần để móc túi bệnh nhân rồi ăn chia nhau. Hiện cơ quan công an quận Hoàn Kiếm vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.